Trước khi xem, các bạn hãy bỏ ra một giây để ấn like, ấn đăng ký kênh để ủng hộ kênh và theo dõi những tập mới trên kênh nhé. Chúc các bạn xem vui vẻ. Cút. Cút. Nhanh nhìn kìa, lá chắn của núi Kim Đình nát rồi. Trấn Thăng Tử. Hoa trưởng lão. Lục hợp đạo ấn trong chốc lát đã tan tành. Đại thần thông chữ cút thật đáng sợ. Cũng may, phương hướng công kích của chúng sinh ngôn âm thần thông là phía cung nguyên đô ở trên trời. Chỉ đáng tiếc lá chắn. Ở đâu còn có bóng của lá chắn? Hình như uy lực lớn hơn nhiều so với lần trước, vấn đề thật phức tạp, đau đầu. Ta cũng không muốn như vậy, lá chắn mất rồi, chuyện này sẽ khiến đám danh môn chính đạo đó có cảm tưởng thế nào. Sức mạnh của lá chắn mặc dù là khá yếu, nhưng lực phòng ngự cũng mạnh hơn cao thủ có tu vi nguyên thần kiếp cảnh rất nhiều. Cảnh tưởng vừa nãy, nghĩ mãi không ra. Phong phạm cao nhân của các chủ, tự mình đánh tan lá chắn, kiệt tác. Mặc dù không hiểu tại sao các chủ lại làm như vậy, nhưng sảng khoái là được rồi. Ừ, lục hợp đạo ấn của ta thua không hề oan uổng. Thật là khó chịu vô cùng. Các chủ uy võ. Các chủ lợi hại. Cung Nguyên Đô vậy mà lại chưa chết. Đại thần thông chữ cút chớp mắt đã đánh lá chắn tan tác, lại không giết được Cung Nguyên Đô. Sao mà hắn làm được vậy? Thua rồi. Thua rất triệt để. Đại nam nhân, sao có thể khóc trước mặt mọi người chứ? Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ta thua rồi. Nghĩ thông rồi sao? Nghĩ thông chuyện gì? Nguyên nhân mà ngươi thua. Nghĩ không thông. Ngươi còn con đường trăm năm nữa, thật sự nỡ từ bỏ sao? Cơ huynh có việc không biết. Không quay lại được nữa rồi. Tại sao? Ta sớm đã đốt cháy tinh huyết. Là vì để tăng tu vi. Khụ khụ, khụ khụ, khụ khụ. Chỉ thiếu một chút nữa. Hửm. Mọi người xem đến đây xin hãy ấn đăng ký kênh, ấn like và để lại bình luận tương tác với chúng mình để theo dõi những tập mới nhất khi ra nhé. Chỉ thiếu chút nữa thôi.